Dạ vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây trong chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de chuyên về những đề tài thực tế. Và có mặt ngày hôm nay ở đây thì có Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và chúng ta cùng bàn thảo về một vấn đề thời gian vừa qua có một bức tranh được cho rằng tạo lên dư luận rất lớn trong và ngoài nước. Đó là bức tranh gây tranh cãi hôm vừa qua đã được tặng, và trong đó hình bức tranh thì lại có hình ông Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin chào Hòa Thượng Thích Không Tánh ạ. Dạ vâng. Dạ xin kính chào anh Đăng Khoa và thưa quốc thời báo chấm D. Dạ thì chúng tôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả mà có tham gia cái buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, cũng trong chương trình này thì chúng tôi cũng mời các bạn cùng theo dõi, cùng chia sẻ thông tin, và chúng ta sẽ cùng thảo luận cùng Hòa Thượng Thích Không Tánh của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và các bạn cũng có thể trong cái quá trình này các bạn cứ lên câu hỏi. Vâng, như những câu hỏi vừa đã đưa, xin Thượng Tọa cho biết theo Thầy ý nghĩa thực sự mà tác giả bức tranh muốn gửi gắm vào trong hôm vừa rồi cho cái việc mà đưa bức tranh đó để tặng thì thế nào ạ? Dạ thì cũng xin thưa với anh và cũng như tất cả quý thính giả thì là cái mục đích đó mà của tác giả mà khi họ vẽ lên cái hình này đó thì cái mục đích thực sự của họ như thế nào thì mình cũng cũng không nắm được hết, nhưng mà cái mà người ta có thể nhìn thấy để người ta hiểu là ở đây là theo cái nhìn của quần chúng thì nó còn tùy theo cái trình độ và cái quan điểm và cái tư duy của mỗi người. Thì đứng về phía chúng tôi á thì tôi cho rằng cái tác giả mà họ vẽ cái mục đích của họ họ vẽ cái bức tranh này thì theo tôi á là căn bản đầu tiên của họ là họ muốn lấy điểm hoặc là họ muốn lấy lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là cái người vẽ này là cái người đó họ thuộc hệ thống của Đảng, của nhà nước, cho nên họ vẽ như thế này. Bởi vì họ vẽ một cái hình Đức Phật biểu tượng cho vấn đề tâm linh tinh thần, một bậc thánh giác ngộ tu hành. Trong khi đó thì họ vẽ một cái hình ông Hồ lại là một cái người phàm, người thế gian, mà rồi chẳng qua là bởi vì là họ ủng hộ cái mặt chủ nghĩa, cái quan điểm thế nào của ông Hồ Chí Minh, cho nên họ là cố tình. Cái đây là một cái sự có thể là cố tình chứ không phải nó xuất phát từ cái nghệ thuật hay là nó xuất phát từ cái một cái sự chân chính, mà nó là cái sự mà theo ý tôi là nó đã có cái ý là nó biến từ một cái bậc thánh để mà thành ra một cái kẻ phàm phu, và đồng thời nó cũng muốn biến một cái kẻ phàm phu thế tục và một người đầy đủ tất cả những cái tham sân si phiền não mà nó đưa ngang hàng lên với một cái bậc thánh nhân. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái mục đích như vậy, và họ cũng lợi dụng cái chuyện này. Và trong khi cái vấn đề ở đây mình thấy hiểu rằng ông Hồ là như thế nào, còn Đức Phật là thế nào, tất cả mọi người ta đã hiểu rõ ràng, nhưng mà là họ lại là cố tình họ biết. Thì tôi nghĩ rằng cái căn bản của họ vẫn chỉ nhằm mục đích để là tuyên truyền lấy lòng Đảng và nhân cái ngày lễ Phật Đản đó, và họ làm cái chuyện như vậy là điều tôi nghĩ rằng là họ đã vô tình, họ có thể nói rằng không phải vô tình nhưng mà gần như cố ý để họ biến họ muốn nhuộm đỏ, thứ nhất là họ lại muốn nhuộm đỏ Đức Phật, họ muốn nhuộm đỏ cái Phật giáo,
và đồng thời họ lại là vừa được lòng, vừa đọc lòng đảng và nhà nước, mà lại vừa là đã làm cho nó người ta hiểu sai lệch về 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 Đức Phật, về tôn giáo, và biến và họ là họ so sánh một cái kẻ phàm nhân như đầy tội lỗi mà ngang với bậc thánh. Thì tôi nghĩ rằng cái dụng ý nó như thế nào đó thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta cũng có thể hiểu được đó, thưa thưa anh. Vâng, theo một cái câu hỏi thứ hai của một bạn đọc có đưa lên là theo quan điểm của nhà Phật, bức tranh có thể gợi lên điều gì trong suy nghĩ của một khán giả khách quan nếu họ đến? Dạ thưa, thì thực ra thì cái quan điểm nhà Phật á, thì phải nói rằng nếu mà một cái người mà khách quan á, thì là đương nhiên là họ sẽ nhận thấy rằng đây là một cái sự gọi là lợi dụng, có một cái sự lợi dụng về trong cái vấn đề này, và nó có cái sự gọi là nó quá đáng ở cái chỗ là tự nhiên là họ lại đó, như tôi đã nói lúc nãy, là họ lại đưa một cái bậc thánh, một cái bậc đạo sư của cả thế gian mà ngang hàng với một cái người phàm của thế gian. Thì điều này là cái nó nói lên cái tư ý, và theo cái quan điểm nhà Phật á, thì đối với nếu mà nói là cái triết lý tư tưởng thì thực ra đối với nhà Phật á, thì sự thật ra người ta cũng không bởi vì cái thế gian á, cái kẻ thế gian á, họ muốn lợi dụng như thế nào, họ lợi dụng cái giáo lý của Đức Phật hay lợi dụng cái hình tượng của Đức Phật và để nhằm một cái mục đích gì đó, thì cái đó là bởi vì do nó cái đời đời mà nó tạo ra. Chứ còn đối với Đức Phật hay đối với những cái người mà họ đã hiểu được cái đạo lý chân chánh giải thoát giác ngộ của Đức Phật á, thì có những người họ nói rằng nếu mà bây giờ mà mình chấp quá, mình chấp nơi quá, còn cái chuyện đó, đối với thế gian họ làm như vậy, thì nhưng mà ở đây mình cũng cần cái phân tích để người ta thấy rõ rằng cái điều để mà mình nhận định khách quan là thấy rằng là một cái điều này nó là quá đáng, nó chỉ là lợi dụng cái hình ảnh giải thoát giác ngộ của Đức Phật để mà họ hạ thấp Đức Phật xuống hàng hàng phàm phu, và đồng thời là họ đưa đưa một cái kẻ mà gọi rằng theo một cái chủ quan của họ là để mà đứng ngang hàng với một cái bậc thánh, mà nhưng mà trên cái giáo lý tối thượng á, thì sự thật ra thì cái chuyện mà hình ảnh của Đức Phật á, họ lợi dụng cái chỗ là Đức Phật là một bậc vô ngã từ bi vị tha, cho nên cũng không ai mà có thể chấp nê cái gì, thì về còn cái chuyện cho nên cái người đời họ lại lợi dụng vô cái mặt đó để mà họ họ làm nhằm một cái mục đích tuyên truyền cho một cái chủ trương và một cái đường lối của họ. Thì theo tôi á, tôi nghĩ rằng hoàn toàn những cái hình ảnh này, cái bức tranh này nó đều có những cái dụng ý và có những cái mưu đồ, và như vậy là không tốt theo ý chúng tôi. Có một bạn đọc khác cũng hỏi là ông Hồ Chí Minh có những tố chất nào xứng đáng được sánh vai với Đức Phật trong bức tranh hay không ạ? Bạn mời Thượng tọa Thích Không Thánh trả lời bạn đọc. Dạ thưa, ở đây xin thưa là nói rằng là có những cái tố chất nào để xứng đáng mà được là sánh vai với Đức Phật, thì tôi xin thưa rằng cái điều này chỉ cần một số quần chúng bình thường đơn giản cũng có thể hiểu là rõ ràng rằng và ông Hồ Chí Minh là một cái người mà gọi là theo cái chủ thuyết duy vật vô thần, và ông ta lại có những cái chủ trương gọi là đấu tranh giai cấp, trong khi đó là Đức Phật là một bậc đạo sư, là một bậc mà là muốn xuất hiện ở thế gian này để nhằm để cứu độ chúng sanh, để đem đem cái an vui cái cho chúng sanh. Thì trong khi đó Đức Phật á,
là ngài là nhằm mục đích là để thế gian này họ mê muội, cho nên họ đấu tranh giai cấp để rồi phân biệt ra thành phần này thành phần kia, để rồi cuối cùng loại trừ và đấu tranh lẫn nhau. Thì Đức Phật lại đem đến cái bình đẳng, cái sự hòa bình, cái sự an lạc và cái sự hạnh phúc một cách chân thật cho muôn loài, cho chúng sanh. Trong khi đó ông Hồ Chí Minh là theo cái chủ thuyết duy vật, và lại là có cái chủ trương đấu tranh giai cấp nữa. Mà một con người mà cái tố chất của một cái về đứng về mặt ông Hồ Chí Minh thì tất cả lịch sử người ta cũng đều biết rằng là ông đã tiến hành những cái cuộc gọi là làm cho nó tạo nên cái sự đau khổ bao nhiêu con người, và họ ông tiến hành một cái cuộc gọi là đấu tranh giai cấp, rồi về đưa một cái truyền bá một cái ý thức hệ duy vật sử quan vô thần của từ nó Mác Lênin, để mà làm khổ lụy đến độ mà cái thế giới này người ta bây giờ người ta đã hiểu rõ rằng những cái tội lỗi hay những cái sai lầm của Mác Lê đã nó đưa tới nhân loại đến loài người đến đâu, và bao nhiêu cái sự đau khổ, rồi những cái chuyện như mà ông Hồ Chí Minh mà ông tiến hành trong cái vấn đề gọi là đấu tranh giai cấp, rồi lại đấu tố về ruộng đất, rồi thì làm đảo lộn hết tất cả những cái nhân nghĩa và những cái đạo lý và những cái gọi là chân thiện mỹ của lẽ đời, để họ tranh bá cho được những cái quyền bính, và họ dùng một cái sắc máu của thế gian để mà họ chém giết và họ làm khổ đau cho hàng triệu người như vậy, với một cái chủ nghĩa duy vật như vậy. Trong khi đó Đức Phật là một cái người sự thật là đứng về mặt tinh thần để giải thoát giác ngộ, thì trong khi đó thì là cho nên ở đây cái tố chất mà để mà sánh vai như vậy thì hoàn toàn nó phản nghịch lẫn nhau. Một cái kẻ thì quá ác, một cái người thì đem lại cái sự an lạc giải thoát, mà sự thực ra đó thì để họ sánh vai như vậy là một cái điều hết sức là khập khiễng. Mà chẳng qua là bởi vì người cộng sản đó, họ có nhiều cái mưu đồ và họ có nhiều cái thủ thuật, cho nên bất cứ những cái gì mà họ thấy rằng có những cái chánh nghĩa, có những cái giá trị của nhân loại, của thế gian, thì người cộng sản đôi khi họ dựa vào đó, họ lợi dụng vào đó, họ lấy cái đó để ấy. Trong khi đó rõ ràng rằng cái chuyện mà ông Hồ Chí Minh đã rước cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa duy vật và theo cái Mác Lênin để mà làm khổ lụy cho cả đứng về nói riêng rằng ở cái mặt ở Việt Nam, thì rõ ràng rằng những cái cuộc đấu tranh, rồi những cái cuộc đấu tố, rồi những cuộc cướp chính quyền, những cái đó thì nó đem tới hàng khổ lụy, không phải là hàng trăm ngàn người mà hàng triệu người đã chết vì cái chủ nghĩa, vì cái sự tranh chấp đó. Trong khi đó Đức Phật là một cái người chỉ là một người chỉ đường để hướng dẫn cho chúng sanh, cho con người, nghĩa là tu hành giải thoát để mà gọi là đạt được cái sự an lạc hạnh phúc thật sự. Trong khi đó cái việc của cái chủ nghĩa duy vật cộng sản nó như vậy, thì thành thứ cho nên không, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng hai cái yếu tố đó hoàn toàn nó trái nghịch lẫn nhau. Thế nhưng mà họ đưa lên để một bên thì ông Hồ Chí Minh, còn để rồi một bên này Đức Phật, để rồi với một đó là tôi nghĩ rằng đây là cái chủ trương, cái mưu đồ của những cái người vẽ lên bức tranh này, và đồng thời có thể cũng có một cái sự chỉ đạo nào đó thì nhằm cái mục đích đó. Thì tôi chắc có lẽ là tất cả quý chư tôn đức tăng ni cũng như quý bà con đồng bào Phật tử chân chính là người ta đều có thể nhìn ra được cái vấn đề này. Thưa anh. Vâng, những chia sẻ của ngài rất đúng, và có nhiều người tán thành và nhiều người đặt câu hỏi, và có những câu hỏi tiếp theo dành cho ngài là nếu không có tố chất đạo đức cần thiết như vậy, vậy theo thầy việc để ông Hồ Chí Minh sánh vai với Đức Phật như vậy sẽ gặp phản ứng gì từ những người theo đạo Phật ạ? Về cái vấn đề mà gọi là phản ứng như thế nào đối với những người theo đạo Phật, thì ở đây cũng xin thưa với anh và cũng xin thưa với tất cả quý khán giả,
với những cái người theo đạo Phật thì xin thưa rằng trong cái quần chúng mà theo theo Phật giáo đó thì nó khổ cái là quần chúng nó tùy tùy theo cái tình trình độ, cái tư duy và cái hiểu biết, cho nên những người mà phải nói rằng cái số người theo đạo Phật đó, ở Việt Nam là rất đông, có thể này nó bởi vì ảnh hưởng Phật giáo nó đã truyền thừa bao nhiêu đời rồi, với cái tinh thần gọi là vô ngã vị tha từ bi an lạc giải thoát giác ngộ đó, cho nên nó đã cảm hóa được căn bản của Phật giáo, nó vẫn là du nhập từ ở nước ngoài vào, từ Ấn Độ vào, thì nó cũng giống như một cái người mà cũng giống như là bây giờ ngay từ đầu tiên thì giữa một cái một người chồng với một người nam với một người nữ gặp nhau rồi thương nhau thì vốn hai cái người đầu tiên nó vẫn không có gì bà con huyết thống ấy, nhưng mà khi gần gũi rồi thân yêu rồi thành vợ thành chồng rồi sinh con đẻ cái và cuối cùng nó nhiều đời nhiều kiếp đó nó như vậy rồi, thì chính vì cái Phật giáo nó cũng du nhập vô, nó cũng từ bên ngoài đầu tiên nó cũng vẫn là ở nước ngoài, nhưng mà nó khi vô nhập vào Việt Nam rồi thì nó trang trải và nó lâu đời rồi, nó biến thành là nó biến thành là cái gì, là cái tinh túy, là cái văn hóa và cái truyền thống cái đạo đức của Việt Nam rồi, thành thử cho nên trong khi đó trong cái số quần chúng Phật tử đó theo Phật giáo đó nó có nhiều thành phần, có người thì họ tiếp nhận cái giáo lý Phật giáo theo một cái mặt tiêu cực thì nó khác, mà cái thì còn cái người mà tiếp nhận cái đường lối cái đạo lý cái giáo lý giải thoát của Phật giáo đó mặt tích cực thì nó khác, bởi vì trong cái đó, nó có rất nhiều pháp môn cũng như kinh điển của Đức Phật nói ra, nó còn tùy theo cái dạng của quần chúng chúng sanh, cho nên ai cảm nhận được cái mặt mặt nào thì họ lại tu dưỡng theo mặt đó, thành tựu cho nó pháp môn. Thì ở đây cái câu hỏi của anh là cái phản ứng của cái quần chúng Phật tử theo Phật giáo, thì đó thì tôi xin thưa có thể quần chúng mà theo đạo Phật để theo với cái tính cách gọi là các cái tăng nữ, ngay cả cái tầng lớp tăng nữ hay tu sĩ hay là cái tầng lớp quần chúng Phật tử mà cầu an đó, chỉ muốn rằng nương nhờ cứ hay theo cái đạo lý tu hành để cho nó yên thân và lánh hết tất cả cái việc của thế gian, của thế sự, và cái bổn phận, cái vai trò đối với đồng bào, với xã hội họ không cần, họ chỉ muốn cho cầu được an lạc và được về với cái cõi an lạc của Đức Phật. Trong khi đó cái người mà gọi là cái trình độ mà có hiểu biết, có nghiên cứu, có tìm hiểu thì đứng vào cái mặt tích cực thì tất nhiên là con người ta phải cố gắng tu dưỡng để mà diệt trừ những cái vô minh, những cái phiền não, những cái tham ái, những cái dục vọng để chiến thắng tất cả những cái ma binh đó để mới có trở thành một cái con người giác ngộ chân chánh. Thì được cái những cái tố chất mà như hồi nãy tôi đã thưa đó, thì cái quan điểm của Phật giáo là giác ngộ giải thoát vô ngã vị tha từ bi và đem đến cái sự gọi là bình đẳng cho xã hội, trong khi đó cái quan điểm của duy vật sử quan của cả cộng sản hay là của căn bản là từ rồi ông Hồ Chí Minh ông rước cái chủ nghĩa duy vật vô thần nó vào cái quê hương Việt Nam này, thì nó lại tạo thành những cái đấu tranh giai cấp, những cái việc mà con tố cha, vợ tố chồng, rồi nó lại đặt một cái hệ tư tưởng rằng là lấy cái duy vật sử quan, nó lấy cái duy vật chủ nghĩa làm chính, thì trong khi đó Phật giáo lại lấy về cái vấn đề tâm linh và vấn đề giải thoát giác ngộ và vấn đề tinh thần và vấn đề cái đạo đức, vấn đề cái lễ thiện làm chính, còn người ta thì chủ trương tranh đấu, người ta giành giật cho được những cái quyền quyền bính của thế gian để người ta thống trị, và cuối cùng là nó tiến hành bao nhiêu cái sự gọi là tàn sát và bao nhiêu cái sự máu xương trong cái vấn đề mà đấu tranh giai cấp đó, và nó đã đưa đến cho cái đất nước quê hương Việt Nam chúng ta như thế nào về cái văn hóa, về đạo đức, về luân thường đạo lý, về cái phẩm giá của con người. Thì ở đây tôi xin thưa rằng là như vậy á, thì khi mà được vấn đề và mà nắm được vấn đề thì cái người quần chúng Phật tử đó họ sẽ tùy tùy theo cứ như còn nghe không
Dạ. Bây giờ là Phật. Vâng, dạ. Cũng Xin thưa. dạ thầy còn nghe không ạ? Vâng, chúng ta vừa nghe thầy trình trình bày về bức tranh của Hội Học viện Phật giáo Việt Nam đã đưa ra. Chúng tôi xin phép được chỉnh một số vấn đề về kỹ thuật. Tôi vừa bị mất kết nối với thầy và xin phép chỉnh một chút về kỹ thuật. Dạ, xin thưa anh, nó bị Dạ. rớt. Vâng ạ, thầy À, tôi dạ. đợi một chút ạ. Vâng ạ. Không biết bây giờ. Dạ, anh Khoa có nghe. Nghe được thầy Có ạ. nghe không? Dạ. Thầy đợi một chút ạ. Dạ không ạ, không biết anh Khoa bên đó có còn nghe không ạ? À, Dạ. vẫn nghe được thầy ạ. Vâng, thầy đã có một chút mà con sẽ Alo. con nghe được Alo. thầy ạ. Vâng À dạ vâng hả? ạ, Dạ. thầy đợi một Thì chút để hình như là tôi có thể nói tiếp được không anh? vâng Dạ. ạ, thầy Tôi đợi một có chút thể để nói tiếp. con Dạ vâng, rồi rồi, anh nói lại đi. Dạ. dạ vâng. Mọi người vẫn đang nghe thầy nói đấy ạ. Vâng. À vậy hả? Dạ vâng. Dạ. Dạ thưa thì bây giờ chắc còn được đang nghe ha. Dạ vâng, mọi người vẫn đang nghe thầy nói ạ. Thầy cứ tiếp tục trình bày ạ. Và thêm có một À bạn có một bạn đọc tên là Nguyễn bây giờ Nga. xin lỗi, hình như cái đường đường dây nó bị rớt đó. Dạ vâng. Thì bây giờ xin thưa nó như thế này, là cái câu mà hỏi anh nói rằng cái phản ứng của quần chúng Phật tử, của người theo đạo Phật đó, thì tôi xin tôi nó gọn lại rằng nó tùy nó cái quần chúng, bởi vì cái quần chúng Phật tử ở Việt Nam nó có nhiều thành phần. Ở đây nếu mà mình nói rõ ra cái thành phần Phật tử mà họ đã theo, đã họ hướng theo 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 cộng sản, hướng theo cái duy vật chủ nghĩa, hoặc là họ bị ảnh hưởng, hay là bị đối với cái chế độ cộng sản, thì phải nói rằng là ngay cả bây giờ tôi xin thưa rằng trong cái tầng lớp tu sĩ đó, trong cái tầng lớp tăng lữ của Việt Nam đó, mà nếu như có những căn bản của một cái người đệ tử Phật á, là quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì trong cái quy y này á, đã là một người Phật tử chân chính, là không có theo những cái thầy thầy tà bà, đảng phái bạn dữ, và không có theo đảng phái xấu ác khác. Thế mà bây giờ thí dụ quy Phật rồi, thì đã theo một cái đường lối giải thoát giác ngộ như vậy, mà lại lại trở thành, mà khi mà anh là đi theo đảng rồi, bởi vì khi mà nói đến cả cộng sản là người ta nói đến cái đảng, nó cái chủ trương duy vật, và người ta phải phân định được cái đâu là tâm, đâu là vật, đâu là tinh thần, đâu là thế gian. Thì khi như vậy thì cái quần chúng Phật tử này cũng có số họ theo Phật giáo theo một cái cách gọi là chẳng qua là tin vào cái nhân quả, tin vào cái việc việc ác, việc lành, việc thiện. Nhưng mà khi họ sống ở lẻ đời rồi, họ bị cái ý thức hệ của cộng sản, hay là của cái quyền, của những cái thế quyền đương cầm quyền, đương cai trị đó, thì đôi khi họ họ và họ cũng không có, họ cũng chỉ muốn cầu an thôi, thì đương nhiên họ cũng không có phản ứng. Mà nếu như còn cái thành phần mà ý thức đi, ý thức là biết rằng là những cái tố chất đạo đức đó nó không phải, thì là nếu mà họ là cái người tích cực, thì mà cái điều này thì rất ít.
Và thì nhưng mà nếu mà phải phản ứng, nếu như ở một cái nước mà dân chủ, một cái nước tự do, văn minh, tiến bộ, thì đương nhiên rằng trước những cái vấn đề này người ta phản ứng một cách rõ ràng, rành mạch. Nhưng mà phải biết rằng cái xã hội cộng sản Việt Nam như vậy, nó sống trong một cái chế độ độc tài toàn trị, cho nên cũng có những cái thành phần họ ý thức, và có những người họ phản tính rồi, họ hiểu rồi, họ hiểu cái sai của cái chủ nghĩa, họ hiểu sai cái thật, cái quan điểm chính trị của thế gian đó. Nhưng mà họ cũng vì sợ, bây giờ trước cái chế độ độc tài toàn trị thì người ta sẽ, nếu người ta phản ứng hay người ta đối kháng lại cái quan điểm, cái đường lối, cái chỉ đạo của đảng, của nhà nước, thì lúc bây giờ họ sẽ gặp khó khăn. Cho nên rằng có một số người, ngoại trừ một số người can đảm lắm mới dám nói thẳng, nói thật. Còn trường hợp là họ đành phải làm bộ giả bộ như là thì chúng tôi cũng họ cúi đầu, họ đến họ cầu an để mà họ muốn cho nó yên lành, để mà họ sống, và họ họ phải theo cái ta kêu là nắng bề nào che bề nấy, và tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có nhiều nhà sư người ta cũng biết, ta cũng hiểu về cái chuỗi duy vật sứ quan, người ta hiểu về cái tố chất đạo đức của chế độ, của cái chủ nghĩa duy vật. Nhưng mà người ta lợi dụng cái kinh điển của Phật giáo, người ta cho là mình phải biết khê lý khê cơ, mình phải biết khê lý khê cơ, mình phải theo cái thời cơ, hay là mình phải biết tùy duyên. Có những nhà sư Phật giáo ta cũng hiểu rõ cái chế độ, nhưng mà vì cái cuộc sống, vì những cái mặt nào đó thì họ lại nói rằng thôi thì chúng ta cũng phải tùy duyên thôi. Hoặc là, nhưng mà sự thật họ quên đâu, họ quên rằng là họ họ tùy duyên lâu rồi, thì họ 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 cứ tưởng rằng họ tùy duyên, nhưng mà sự thật rằng họ trở thành tùy thuộc luôn. Nhiều người lợi dụng cái giáo lý tùy duyên của Phật giáo để mà trở thành tùy thuộc vào cái chế độ. Và từ cái tinh thần tiêu cực của Phật giáo, nó đã biến lại thành cái tinh thần bi quan, hoặc là cái tinh thần cầu an, để họ họ có những cái lợi dưỡng. Thành thử cho nên tôi xin thưa ở đây cái phản ứng của cái hàng lớp tăng lữ, hay là của cái quần chúng Phật tử, thì nó cũng tùy vào cái tâm tư, vào cái tư duy, vào cái trình độ. Nhưng mà ở ở cái mặt phản ứng này, nó lệ thuộc rất nhiều vào một cái, thấy nó hệ thống cầm quyền á, người 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 cộng sản dưới một cái chế độ độc tài, không phải rằng anh có thể muốn phản ứng thế nào mà được. Đối với cái chế độ độc tài toàn trị thì như anh và quý bà con Phật tử biết á, đối với những cái nước mà theo cái độc tài toàn trị đó, anh thấy quần chúng phải gọi là phải 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 rất là bản lãnh, phải rất là can đảm và rất là mạnh mẽ, thì lúc bây giờ mới dám có những cái phản ứng mà đứng lên để nói lên cái sự thật. Nhưng mà khi mình đứng lên mình nói lên cái sự thật, những cái sự công bằng, những cái chân lý, những cái chân thiện mỹ, thì cái chế độ độc tài toàn trị mà họ theo một cái chủ nghĩa gọi là ấy đó, thì họ lại trở thành họ đàn áp. Và có thể nhiều khi họ họ coi cái việc tàn sát, hay là đối với họ thì họ sử dụng bạo lực hay nhà tù để miễn rằng họ là có được cái quyền bính, có cái quyền lực. Thành tựu cho nên trước cái quần chúng Phật tử, mà nhất là quần chúng Phật tử Việt Nam, thì đã kinh qua nhiều cái thời đại gọi là chiến tranh, cho nên họ cầu an rất nhiều, và họ mong rằng thôi thì một cái chế độ đó, họ muốn nói gì họ nói, họ làm sao họ làm, đúng thật không cần biết, mình chỉ miễn có một ngày có 3 bữa cơm, mình phải xếp hàng, đứng theo xếp hàng theo đường lối đảng, rồi nhiều khi họ còn ca ngợi rằng nhờ ơn đảng và bác nữa. Ở sự thật ra thì họ cũng quên đi tất cả những cái quyền, cái nhân quyền, cái dân chủ của con người. Thành thử cho nên vì bởi vì đôi khi người ta chỉ cần miếng cơm manh áo, thì người ta cứ đủ cái lý luận rằng là phải tùy thời tùy thế, hay là thôi thì mình nhẫn nhịn đi. Đối với Phật giáo thì hay có cái chữ nhẫn đó, nên thôi thì cứ nhẫn đi giờ sống, mà bắt nhẫn thì thành kim, nhẫn như vậy thì là nó khỏi phải khổ đau và khỏi phải tù đày, khỏi phải bị khó khăn, mà chỉ sống qua ngày thôi. Thì thành thử ở đây tôi xin thưa cái phản ứng của quần chúng Phật tử, hay là của cái hàng lớp tăng lữ, ở đây tôi nói rằng cái hàng lớp tăng lữ mà có suy nghĩ, có tư duy, và quần chúng Phật tử, có thiện trí thức Phật tử, là khác. Còn cái thằng thành phần tăng lữ mà họ đã đầu lị,
họ đã theo cái chủ nghĩa duy vật, đã theo đảng rồi, họ đã làm là đảng viên rồi, hay quần chúng mà họ đang nương vào cái thế lực của cái quyền bính của thế gian rồi, thì đương nhiên rằng là họ phải 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 phải, phải nghe theo thôi, cho họ cũng dám phản ứng. Và gần ấy như những cái người mà sống ở đốt các cái chế độ độc tài và đảng trị mãi đó, thì gần như họ không có dám mà phản ứng, bởi vì họ sợ rằng nếu như vậy thì nó sẽ bất lợi cho gia đình, cho con cái đó. Bởi vì người cộng sản người ta còn nghĩa là ta không 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 coi cái việc nhân quả hay là ác đức hay là tin tưởng rằng có cái thiện cái phúc gì hết á, cho nên họ cứ hành xử theo cái quan điểm của độc tài của người cộng sản. Thành ở đây thì tôi xin thưa rằng là cái vấn đề mà phản ứng của quần chúng Phật tử và thì nó tùy thôi, nhưng mà phải nói rằng tôi xin thưa rằng 99% quần chúng và chư và tăng lữ của Phật giáo ngày hôm nay nó đã bị coi như nó hướng về cái mặt cầu an gần hết rồi. Còn cái mặt tích cực, Phật giáo nó có cái phần tiêu cực và cái phần tích cực. Cái mặt tích cực thì là gần như người ta ít dám và người ta không dám, và nếu như những người nào mà may lắm thì dám nói sự thật hay là tích cực đó, thì là họ phải bị đày ải, bị tù đày, bị đè nén, bị thanh trừng, bị loại bỏ nó đi, thành được, cho nên nó rất là khó khó lòng. Thì cái đó là nó tùy, và phải nói rằng là hiện tại là phải nói rằng cũng rất tội nghiệp cho cái bây giờ ở trong cái, nó cũng là một cái sự một cái bi kịch cho cái quê hương đất nước Việt Nam. Phải nói rằng cái tinh thần Phật giáo rất là tích cực, rất là dấn thân, thế nhưng mà qua một cái thời bao nhiêu chục năm dưới cái hệ tầm quyền của cái người cộng sản đó, họ làm họ biến biến cái quần chúng Phật tử của Việt Nam trở thành tiêu cực và cầu an hết, và đôi khi không không có dám không có dám nói lên sự thật, và gần y như là phải phải đành phải nói ngược hoặc là nói khác đi để được tồn tại, để được sống còn. Thì đó, thì tôi xin thưa qua như vậy để anh và cũng như quý là Có bà một con. thưa Thượng tọa Thích Thông Tánh, có một bạn đọc tên là Nguyệt Nga có gửi câu hỏi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã có cái lên tiếng hoặc phản đối bức tranh này không ạ? Dạ thưa, thực ra cái chuyện này phải nói rằng Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những cái bản tuyên bố, có những cái thông điệp nói lên cái lập trường đường hướng, và cũng có kêu gọi quần chúng Phật tử để là góp phần để mà bảo vệ quê hương tổ quốc, và phải biết thế nào là tránh là tà, và phải dấn thân để góp phần cho đất nước, cho dân tộc. Và trước những cái ý thức hệ phi nhân và độc tài toàn trị đó, hoặc là đàn áp đó, thì chúng ta phải cần phải có một cái đức vô ý, một cái tinh thần dũng mãnh để mà vượt qua những cái khó khăn đó, để mà cùng đồng hành với dân tộc, cùng góp phần để mà bởi vì cái đạo Phật đó là có mặt ở thế gian là nhằm để phụng sự chúng sanh. Và cái điều căn bản là chúng ta là đối với người đạo Phật đó, chúng ta phải có cái tứ trọng ân, là trong đó cái ân của đất nước, ân của đồng bào, ân của quốc gia, cái dân tộc, là một cái ân rất là quan trọng. Thành thử cho nên người Phật tử là phải ý thức cái vấn đề đó. Thì còn cái việc mà cái bức tranh này nó chẳng qua là nó chỉ xuất hiện và nó người ta chỉ lợi dụng vào trong một cái thời điểm nào đó và họ đưa ra như vậy, thì đối với những cái bậc mà gọi là họ có suy tư thì họ cười thôi, họ mỉm cười và họ biết rằng, nhưng mà trước một cái chế độ độc tài toàn trị nó như vậy, ví dụ như chúng ta còn có thể dấn thân cho những cái vấn đề về nhân quyền, về những vấn đề dân chủ, về vấn đề gọi là cái họa xâm lược của Trung Cộng, hay là cái di hại ngàn đời của những cái chế độ mà là hại dân bán nước. Và chúng ta phải dấn thân ở cái mặt mặt nào nó cũng tùy tùy cái khả năng, tùy cái hoàn cảnh,
và tùy nơi cái đó thì thành thử cho nên còn cái việc mà cái chuyện cái vị này họ vẽ cái bức tranh này rồi họ đưa ông Hồ Chí Minh ngồi ngang với một bậc đạo sư của nhân loại, nếu mà đứng về cái người theo đảng thì không có gì, còn cái người mà có ý thức thì người ta chỉ cười thôi. Chứ còn cái vấn đề quan trọng khác là còn nhiều cái vấn đề khác chứ đối đối với một cái bức tranh này thì người người ta cũng thật sự khi mà quý đài anh Lê Đăng Khoa hồi chiều nay liên lạc với tôi và hỏi về cái chuyện đó, chứ thực tình tôi cũng không có để ý đến cái bức tranh này nữa. Vâng, Tôi vâng. cũng chẳng có Vâng. cái gì hết là chẳng có. Vâng. Vâng, xin thưa Vâng. quý khán giả. Thưa thầy thì ngoài cái việc bức tranh này ra thì có một việc mà hiện nay cộng đồng trong và ngoài nước rất nhiều Phật tử cũng thắc mắc và muốn hỏi, đó là việc có một cái thông tin được đăng ra và của ông đây mời bạn đọc cùng xem. Đây là nơi nơi Thượng tọa Thích Thanh Quyết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nói rằng năm nay ngày sinh của Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại trùng nhau là ngày 19 tháng 5. Vậy Thượng tọa Thích Thông Tánh có thể cho biết được cái thông tin này là như thế nào không ạ? Dạ vâng, thì cái chuyện này cũng cũng là một cái chuyện đó, cũng mình chỉ cười thôi chứ không có. Tôi nghĩ rằng tại Thanh Quyết á thì thấy có thể nói rằng là không biết thầy suy nghĩ như nào. Tôi nghĩ cái này cái chuyện mà gọi là cái ngày sinh của ông Hồ là cái chuyện người ta lại tính theo cái ngày Tây, theo dịch dương. Còn bên Phật, Đức Phật á, là ngày đản sanh ra ngày rằm tháng tư âm lịch, thành thức cho nên còn cái chuyện mà lịch mà người ta viết cũng như ngay từ sau cái 1975 tôi nhớ rằng nhà nước này này họ cũng thay đổi lịch nữa, họ tự họ thay đổi giờ và họ đổi cái giờ giấc nữa, thì cái chuyện mà gọi rằng là vô tình cái ngày 19 tháng 5 nó trùng vào cái ngày rằm tháng tư của âm lịch đó, thì cái chuyện đó là chỉ là cái chuyện vô tình thôi. Mà bây giờ ông ta lấy cái chuyện này để nói rằng như vậy là chứng tỏ, và có lẽ cũng ông thầy này, cái ông thầy là Phật giáo quốc danh Việt Nam này là ông nói cái chuyện này cũng giống như cái người mà gọi là tác giả vẽ cái bức tranh này. Chẳng qua là anh lợi dụng cái chuyện đó là cái một cái thứ vô tình, còn cái anh mà tạo ra cái bức tranh đại là một cái sự cố ý. Thành thử ở đây còn cái chuyện vô tình này thì anh nhân cái đó để anh nói ra rồi rồi là thì rồi biết đâu cái người cộng sản đó, nếu như bây giờ mà mình nhân cái ngày lễ Phật đản mọi người vui mừng hoan hỷ như vậy thì anh nói rằng cái ngày 19 tháng 5 này cái ngày sinh của ông Hồ như vậy là coi như ông Hồ cũng sánh ngang giống như một bậc thánh nhân rồi, như vậy thì chẳng qua cái chuyện này là nó mượn hoa cúng Phật là cái chuyện ấy thôi, thành nên người ta nghe cái này người ta chỉ cười thôi chứ không có ai thèm cái tranh luận về cái vấn đề này đâu. Thôi anh coi. Vâng. Cảm ơn thầy đã chia sẻ rất thú vị về cái ngày 19 tháng 5 khi mà ông Hồ Chí Minh ngày sinh cũng trùng với cả Phật như là Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã nói. Nhưng ngoài ra thì Thượng tọa Thích Thanh Quyết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng lại nói thêm rằng là đây xin gửi thông tin, tức là Đảng và Nhà nước phải xây dựng quân đội mạnh như Bắc Hàn. Đấy thì đây là các phát ngôn cũng của ông này. Thế thì thầy hãy bình luận về cái thông tin này là sao ạ? Tức là Đảng và Nhà nước phải xây dựng quân đội mạnh như Bắc Hàn. Đấy. Dạ vâng, thì bây giờ xin thưa nó như thế này, nếu đứng trên cái vương một cái nhà sư mà phải nói nhà sư chân chánh đó, thì ở đây mình thấy hoàn toàn một nhà sư mà nói về vấn đề quân sự và đòi phải xây dựng quân đội rồi như vậy, rồi cần phải mạnh như Bắc Hàn, mà Bắc Hàn là cái gì? Bắc Hàn rõ ràng là một cái ơn, nghĩa là anh cứ dùng cái vũ khí nguyên tử để anh hăm he rồi anh liều mạng với thế giới để rồi bắt thế giới phải sợ sợ, nghĩa là sợ cái hăm he của nguyên tử rồi hạt bom hạt nhân đó, rồi phải viện trợ hay là phải nghe lời anh, thì thật ra đó là một cái kế
một cái người ta còn thường thường viết này là Bắc Hàn như là cái anh Chí Phèo vậy đó, anh lợi dụng cái bệnh của anh, cái ấy của anh đó, rồi anh làm cho thế giới là phải nuôi anh, là phải nghe theo anh, là mà còn báo rằng bây giờ Việt Nam mà đi đi bắt chước Bắc Hàn đó đó đó. Thì thực sự ở đây là tôi xin thôi, tôi cũng không không nghĩ rằng là một vị sư mà thực sự đúng đúng nghĩa là một vị nhà sư tu hành theo đạo lý từ bi vô ngã vị tha của Phật mà nói như vậy. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là không biết ông có không biết là cái giáo hội nào công nhận cái người đó là nhà sư. Thì tôi xin thưa, tôi cũng không biết. Thì đương nhiên là chắc có lẽ là giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta công nhận vậy, bởi vì là và ông ta vốn là ông nói như vậy là nói theo cái ý đảng. Sự thật ông nói theo cái ý đảng chứ đâu có phải là nói theo cái lòng dân đâu. Cái lòng dân là khác, và cái phạm trù của nhà sư này họ 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 đứng vào cái thế nào và họ, họ mục đích gì mà họ nói cái đó. Thì mình thấy như vậy, và với cái sự thật là với một cái nhà tu hành theo đạo lý giải thoát và hòa bình và an lạc của nhân loại, thì bảo rằng như vậy thì là có thể nói rằng là cái đạo lý mà của cái nhà sư này theo là nó có hòa bình hay không, hay là nó có một cái gì mà bảo rằng là phải cần phải xây dựng quân đội như thế nào mà Bắc Hàn như vậy này, nhà sư này lại là chắc là theo cái đường lối gì đó của mình mình Bắc Hàn, hay là cái cộng sản như thế nào đó. Thì cái này tôi xin thưa thì cũng không 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 đâu, chỉ xin thưa nói sơ sơ như vậy thôi. Dạ vâng. Rất cảm ơn Thượng tọa Thích Thông Thánh của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngày hôm nay đã tham gia chương trình truyền hình trực tiếp từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trong chương trình truyền hình thực tế. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến tiếp được những cái thông tin mới từ Thượng tọa cũng như Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Thống nhất. Và cũng nhân đây xin gửi lời chúc mừng đến Thượng tọa, vì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng biết Thượng tọa cũng rất là cố gắng trong mọi cái lĩnh vực của mình và đã đạt được những cái kết quả là gần đây ngài đã được tặng thưởng một cái phần thưởng rất là cao quý của phải không ạ? Dạ vâng. Dạ. Ở Và đây thì cái việc thưởng đồ đó thì tôi thật tình mà nói là tôi không có để ý. Thì cái mới hôm qua nay thì có vài người điện thoại, hình như họ nghe tin đâu trên mạng đó, thì điện thoại nói tôi là được cái giải về tự do tôn giáo đó. Thì ý kiến thế nào thì tôi xin là tôi sự thật là tôi cũng không có để ý. Nếu mà nói rằng cái tổ chức cho cái giải tự do tôn giáo đó cho chúng tôi thì chúng tôi xin phải nói chân thành cảm ơn. Còn sự thực chúng tôi chẳng qua là chúng tôi cũng phải cái bổn phận của mình đối với đất nước, đối với đồng bào, và nhất là mình là một cái nhà sư thì đương nhiên rằng là mình phải có cái bổn phận. Nếu mà mình rủi mà mình sống trong một cái quốc độ mà nó có nhiều cái sự áp bức, nhiều cái sự bất công, mà nhiều cái sự là không có tự do, thì chúng ta giàu rằng chúng ta là tăng lữ, chúng ta là tu hành đi nữa, không phải là chúng ta sống như vậy là chúng ta trốn vào trong núi để ngồi chỉ có niệm Phật thôi, mà sự thực ra ngoài ra còn có đồng bào, có xã hội, có đất Nam và bao nhiêu cái vấn đề khác. Thành thử là cái việc mà chúng tôi ấy đó. Còn thì cái chuyện mà anh em thì cũng xin thưa là cảm ơn. Còn cái chuyện thì cái bổn phận của mình thì mình vẫn cứ phải làm chứ không phải còn ở đó. Ở đây tôi chỉ xin thưa đối với quý bà con đồng bào thính giả, thì có thể trong cái quần chúng, trong cái chư tăng và các cái hàng lớp tăng lữ của các cái tôn giáo, không phải nhất thiết là không phải Phật giáo không, mà cũng có thể thì trong một cái thời đại bây giờ là trong một cái thời đại người ta nhân danh cái là cái thời đại dân chủ, cho nên sự thật ra bây giờ tôi xin thưa có thể rằng là trong cái số khán thính giả này cũng có người á, là họ chủ trương họ theo cái chủ trương duy duy vật, có người thì chủ trương duy tâm, còn có người á, thì là mỗi người nó theo cũng giống như cộng sản á, nó chủ trương cái duy vật và nó chủ trương cái đấu tranh giai cấp. Còn trong khi đó thì thí dụ như trong quần chúng cũng vậy nữa, quần chúng này thì nó đa dạng lắm,
Thì bây giờ nếu trường hợp tôi trình bày cái quan điểm và cái nhìn của tôi theo cái mặt như vậy, nếu như có cái gì mà nó không phù hợp, không phù hợp, và nếu như quý vị thấy rằng nó không vừa ý, thì quý vị có thể gọi là cũng hoan hỷ cho, và mong rằng chúng ta phải lấy cái chánh nghĩa, lấy cái đại nghĩa, lấy cái bổn phận một cái con người đối với đất nước, với đồng bào, với xã hội, và không phải riêng mà đối với Phật giáo thì cái vai trò của những cái người tăng lễ trong chính là phải đối với cả cái nhân loại nữa, rồi các chúng sanh nữa. Thành thử ở đây nó tùy theo cái nhận thức, và tùy theo cái gì, và tùy theo cái sự nô lệ hóa con người ta. Bởi vì nếu mà chưa có một cái tự chủ, chưa có một cái tư duy, hay chưa có một cái ánh sáng, một cái ánh sáng nó soi rọi vô cái trí tuệ, nếu chúng ta không có đủ cái, thì chúng ta sẽ bị cứ nô lệ vào một cái ý thức hệ nào đó, một cái đảng phái nào đó, và một cái khuynh hướng nào đó. Và đôi khi mỗi một cái hệ thống tổ chức đảng phái nó cũng có những cái quyền lợi, nó cũng có những cái vật chất, thì thành thử đôi khi vì cái nhu cầu nào đó mà cái số quần chúng nó phải bị phải chạy theo, phải đầu lụy, hay là phải ở dưới trướng, hay là phải theo một cái hệ thống nào đó, thì cái tư duy của họ nó cũng có thể là nó khác. Thì ở đây tôi xin thưa rằng ở đây tôi chỉ trình bày theo cái suy nghĩ và cái nhìn, cái biết của chúng tôi. Nếu có cái gì khác, hay là nó mất lòng, hay là cảm thấy rằng bị xúc phạm hay là tổn thương, thì tôi cũng mong rằng quý chư tôn đức và quý đồng bào Phật tử và tất cả mọi tầng lớp quần chúng rất là đa dạng, thì có thể hoan hỷ giùm cho chúng tôi. Và đối với chúng ta phải lấy cái trí tuệ làm căn bản, mà là lấy cái hạnh nguyện là độ sanh, và lấy bổn phận của một người dân đối với dân, với nước, để mà có thể góp phần cho quê hương, đất nước, dân tộc. Nếu mà chúng ta có đạo pháp thì chúng ta phải theo một cái lễ chánh đạo, chứ chúng ta cũng không thể nên bị chiều theo những cái quyền bính của thế gian, hay chiều theo những cái lợi dưỡng nhất thời nào đó, mà đôi khi chúng ta cũng vô tình cũng làm tổn thương lẫn nhau. Thì ở đây chúng tôi xin chân thành là xin thưa, nếu có cái gì không vừa ý, và thì xin tất cả quý thầy, quý chư tăng ni, đồng bào Phật tử trong cũng như những ngoài nước có thể hoan hỷ cho chúng tôi. Và chúng tôi xin cầu nguyện tất cả chúng ta đều là Phật tánh hết, và hy vọng rằng chúng ta cũng có thể nhờ cái ánh sáng từ bi, trí tuệ và giải thoát của Đức Phật đó, nhân cái mùa Phật đản năm nay, để mà chúng ta gọi là cái ánh sáng, cái tuệ giác của các cái bậc giác ngộ giải thoát đó soi rọi cho chúng ta, và để cho chúng ta có được một cái sự an lạc trong tâm hồn, và góp phần để đem đến cái sự ánh sáng, và đem đến cái soi sáng, và góp phần cái sự an lạc và cái thịnh vượng của tổ quốc, quê hương, của dân tộc và của nhân loại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, rất cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái thông tin quý báu ngày hôm nay cho người Việt Nam trong và ngoài nước, và xin chúc sức khỏe thầy, chúc thầy đạt được nhiều kết quả, và chúc sức khỏe các bạn ngày hôm nay đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình vào lần tới, và xin chào các bạn. Xin kính chào anh Khoa nha. Dạ, kính chào tất cả. Dạ, vâng. Cầu chúc cho anh được mạnh khỏe nha. Rồi anh cũng có thể góp phần cho cái văn